Xin chào cả nhà đã quay trở lại với buổi livestream của BB Thanh Mai. Lúc nãy là mình có xem cái liệu trình nửa gương mặt của chị Minh rồi. Thì bây giờ đã xong liệu trình rồi. Em mời cả nhà mình xem cái hiệu quả như thế nào cả nhà nhé. Chào bác, em chào chị Minh. Chị Minh ơi, mình đã xong rồi nè. Bây giờ em sẽ mời mình ngồi dậy để mình xem cái hiệu quả liệu trình của mình nha. Dạ. Hồi hộp quá chị. Bây giờ em sẽ cho chị xem cái sự bất ngờ của mình sau khi làm liệu trình trẻ hoa da nha. Dạ, đây ạ. Ui chào. Da chị căng bóng rồi nè. Cứ nó nâng lên rõ rệt rồi đấy. Nhìn thấy rõ luôn ha. Dạ, hài lòng không chị? Hài lòng. Nhưng mà chị thích nhất là sau này nó còn được tăng sinh hơn nữa. Bác sĩ nói là 2-3 tháng mà vẫn còn tăng. Dạ, không chỉ đẹp như bây giờ đâu, mà trong vòng 2-3 tháng nữa collagen và elastin dưới da mình sẽ còn tăng sinh nhiều nữa. Khi đó gương mặt của mình lại càng gọn hơn, thon hơn. Các nếp nhăn sẽ được cải thiện tốt hơn so với bây giờ nữa đó chị. Dạ, em nghe nói mình ở Hà Nội, mình vô thành phố mình làm với tụi em phải không ạ? Đúng rồi, tại vì con chị nó ở trong này, công tác trong này. Thế là nhân tiện chị vào thăm cháu. Rồi cháu mới nói là hôm nay dẫn mẹ đi đến đây làm đẹp đi. Bây giờ không còn phải lo lắng gì cho các con nữa thì mẹ cứ việc làm đẹp. Thích rồi. Quá hả chị? Thực sự là chị cũng rất là thích trẻ đẹp như cô Mai ở đây này. Nên là cháu nó dẫn đến đây. Và sau khi làm thì rất là hài lòng. Dạ, trời ơi, thương chị ghê luôn á. Bởi vì đã tin tưởng BB nè. Và đã để cho BB chăm sóc làn da cho mình. Chị ơi, sau khi mà chăm sóc cái làn da cho mình rồi, chị cảm thấy cái sự cải thiện của mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Trước mắt chị nhìn thì chắc được khoảng 40-50%. Dạ, mừng quá luôn đó chị. Thật là tuyệt vời. Và chị yên tâm nha. Ví dụ như là sau này chị ở Hà Nội đúng không mà, mình cũng không có cần ghé bên em đâu. Tại vì bên em có cả chi nhánh ở Hà Nội luôn. Thì ở Hà Nội thì bên em sẽ có là ở 74 Tô Hiến Thành, ở quận 2 Bà Trưng cả nhà nha. Thì sau này mình có thể mình ghé bên Hà Nội á, các bạn Hà Nội sẽ chăm sóc cho mình cũng tốt y như trong các bạn trong Sài Gòn vậy đó. Dạ, thương chị rất là nhiều luôn. Bây giờ em sẽ mời bác sĩ đánh giá cái hiệu quả của mình sau khi làm công nghệ trẻ hóa da nha chị. Dạ, bác sĩ đánh giá giúp em ạ. Qua cái quá trình điều trị cái antherapy của chị khách, cơ vùng này nó đổ sệ rất là nhiều. Cái vùng rãnh mũi má này rất là sâu, nó vừa sâu lại vừa dài nữa. Các nếp nhăn li ti trên bề mặt da rất là nhiều. Vùng đuôi mắt này làm cho cái mắt nó rất là buồn. Antherapy làm cho cái cung mày của chị nó có nhếch lên, nó săn cơ hơn, nó líp lên dần dần. Và thực ra là cái này mới chỉ được 5-10% của cái liệu trình antherapy thôi đó chị. Từ sau từ 1-3 tháng sau thì quá trình mà tăng sinh collagen này, elastin của chị ngày càng nó được tăng sinh, nó tăng sinh hàng ngày. Đến cái lúc đó chị sẽ cảm thấy cái sự thay đổi rõ rệt nhất nha. Chị ráng chờ giúp em ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ, vui quá đúng không chị? Không chỉ đẹp như bây giờ đâu mà còn đẹp nữa và đẹp mãi nữa kìa. Chị mà cứ ở với BB thì chị cứ đẹp suốt thôi. Thì phải chăm vào Sài Gòn thôi. Dạ. Tại vì vào Sài Gòn á, con nó trả tiền, mình không phải bỏ tiền. Thương quá đúng không chị? Chị vui tính nghe luôn. Chị ơi, thì chị có muốn nhắn nhủ gì tới các khán giả của BB Thanh Mai không ạ? Tất cả chị em phụ nữ mình thì ai cũng muốn làm đẹp đúng không? Và nhất là ở cái tuổi trung niên này thì càng cần phải làm đẹp hơn. Sẽ có một làn da tươi trẻ, đẹp và mình sẽ tự tin trên những con đường mình đi và những cái công việc mà mình phải làm. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chị rất là nhiều luôn. Em cảm ơn sự chia sẻ của chị rất là nhiều chị nhé. Dạ, cả nhà mình thấy đó, BB Thanh Mai đang sở hữu bí kíp trẻ hóa da giữ mãi nét thanh xuân giống như là chị đây. Dạ, thì BB Thanh Mai luôn mong muốn là chia sẻ cái bí kíp đó cho tất cả các chị em phụ nữ nè, cho các cánh mày râu hoặc là các bạn trẻ mà yêu cái đẹp, để chúng ta luôn được duy trì cái vẻ đẹp, sự tươi tắn nè và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Thì hãy gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 1800 6617 để được chăm sóc tận tình, hoặc là mình được book lịch hẹn miễn phí với lại bác sĩ của BB Thanh Mai cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi live tiếp theo ạ.